vì tôi thơ quá nè. Y chang hồi xưa nhé. Xin chào quý vị khán giả, mình là Nam Anh. Hiện tại mình đã 24 tuổi rồi, thì cũng sắp qua cái ngưỡng ế rồi, nên là quyết định cho bản thân mình cơ hội đến với chương trình 24 giờ thử yêu. Biết đâu mình sẽ tìm được hoàng tử trong mơ thì sao? Thì ai mà chẳng muốn có người yêu đẹp trai, thì đó là cái chuyện hiển nhiên rồi. Là phụ nữ cũng thích cái đẹp lắm chứ. Mình đẹp trai mà hát hay nữa thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Thì tại vì Nam Anh thích hát nên là hoàng tử của Nam Anh mà hát dở là yêu không vô rồi đó. Không, Nam Anh không thích mối nha. Cái gì mà dở lên cục nhìn giống như đoàn bánh tét gối thừa ra dư ghê lắm. Cứ bình thường thôi. Đi với Nam Anh luôn luôn mặc đồ là được. Mật thư của chương trình 24 giờ thử yêu nha mọi người. Chào người đẹp thuộc cung ma kết mùa xuân tháng 1. Em chào đời đúng không? Biết luôn. Chuyện tình cảm của ma kết hôm nay khá yên ắng, vẫn rong ruổi chuỗi những ngày tìm kiếm một nửa kia lý tưởng. Một số bạn thì còn vương vấn về người cũ nên không muốn tìm người mới. Có đâu tôi tìm muốn chết không thấy nè. Hãy để anh cho em thêm thú vị trong cuộc sống này được không? Đừng cảm thấy lo lắng vì khoảng khắc anh và em không xa. Ký tên thần nông bò cạp. Sao biết tôi tháng giêng hay trời? Ủa, bò cạp là tháng mấy ta? Khi mà Nam Anh đọc cái lá thư tay thì Nam Anh nghĩ là chắc chàng trai này có thể là hơi hài hước chút xíu, tại vì cái văn thì không đến nỗi là một người khá nghiêm túc. Không ai buôn, không ai bán, lấy gì mua, lấy ăn trọ mà. À, quý khách cho mình gửi trà và bánh. Cảm ơn, chưa có gọi mà. À, đây sẽ là cái món gọi là welcome drink ấy. Thời xưa mà cũng biết nói tiếng Anh nữa. Mình phải bổ túc từ ngày xưa. Ủa, thời xưa nhớ thời này là nói tiếng Pháp ông ô, tiếng Pháp ông ô. Xin chào các quý vị khán giả, mình là Nhâm Phương Nam. Hiện tại mình là người mẫu và diễn viên. Mình sinh ra ở Thái Bình và đang sinh sống tại Hà Nội. Cái người con gái mà hôm nay mình gặp thì chắc là sẽ là một người tính cách khá là vui vẻ, hài hước, bởi vì mình thích sự hài hước. Nhưng mà đôi lúc có hơi silly, hơi ngu ngốc một tí, bởi vì thực ra có những cái khoảnh khắc ngu ngốc thì của con gái nó rất là đáng yêu. Thích con gái tóc dài, da trắng và đặc biệt là giọng nói miền Nam, bởi vì những bạn gái miền Nam có giọng nói rất là dễ thương. Tật xấu của mình là ngủ, khi mà mới ngủ dậy thì rất là cọc, rất hay bị cáu, và với cả khi mà đói thì cũng rất là cáu, vì khi đấy là mình không thể kiểm soát được. Tật xấu thì nhiều dữ lắm, kể không còn hết. Nhưng mà thôi, đang hẹn hò cho em xin được bớt có gì tốt khoe xấu che chút đi chương trình, cho em nó còn có đường có người yêu. Em ơi, em đang ở đâu đấy? Hãy đứng yên, anh sẽ đến ngay. Thân gái Tiền Giang 12 bến nước, không biết bến nào trong bến nào đục thì thôi bỏ qua đi, anh vớt giùm em tại vì em ế quá rồi. Dạ em cảm ơn. Hôm nay mình sẽ là người hẹn hò với quý khách. Ủa vậy luôn hả? Trời ơi, diễn sâu quá, diễn sâu. Mình sẽ dành cho quý khách một thử thách. Thử thách nữa? Nếu mà thử thách quý khách làm được thì mình sẽ cảm ơn đã. Gì? Phải thử thách. Áo anh xuất chỉ đường tà, vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu, chiếc cụ áo nó đã bị bung ra. Vợ khâu ở đâu? Thấy chỗ nào thiếu thì khâu. Thấy chỗ nào cũng thiếu hết á. Chỗ nào cũng muốn khâu. Chỗ nào cũng muốn khâu. Được không? Được hết. Dạ ơi, tưởng gì thử thách chứ gì khó khó chứ. Thử thách nghĩ yêu nhầm nhò con cò. Ok, lên nào. Đúng quá nè, thiệt chứ. Khâu cái chỗ đúng nhạy cảm luôn mới gặp à. Đây là lần đầu tiên, tại vì trước giờ quần áo mình mà rách dưới là mẹ tự mang đi mẹ sửa hết, chứ đâu có mặc lên người rồi mẹ sửa cho đâu.
Thì đây là lần đầu tiên. Rồi, không có cái gì để cắt. Cắn. Vừa lòng chưa? Xin chúc mừng quý khách đã vượt qua thử thách. Bây giờ nhắm mắt lại đi, xong tháo ra mở cho nó bất ngờ. Trời ơi, tưởng ngay xa lạ diễn sâu, chiến hữu bạn nhậu, thân dữ lắm, chiến hữu của tôi vậy. Nãy giờ xa lạ lắm vậy má. Ok, để tạ lỗi thì có một món quà đây. Cảm ơn. Dịu lại luôn hả? quên, tôi cũng có quà tặng nè. Chờ chút nè, ở dưới quê gọi ký ha. Biết gì không? Ủa? Chiếc khăn mùi xa đó, trời ơi trời. Nóng với tôi, nên là cũng hơi nóng. Nhận mà không trả lại thì nó hơi kỳ. Dù sao hôm nay là ngoài bông hoa này thì có đem đến một món quà nữa. Cái này gì đây? Đoán coi. Cái gì trời? Con gái rất hay dùng món này. Không biết đường đỡ luôn á. Gậy nhóm bếp. Nhóm bếp hả? Ừ, gậy nhóm bếp. Mày nhóm bếp. Này đi nhóm. Ok, để kẹp cho. Đã mua hai cái, hai màu thì sẽ kẹp mỗi bên một chiếc. Hợp. Chọn màu rất là phong thủy. Chết rồi, sao kết duyên đâu xa xôi chứ. Nên là bây giờ mình đang cần tìm một mối quan hệ ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Rồi có mối quan hệ trong thành phố Hồ Chí Minh rồi có vô đây ở luôn không? Để xem bên trong thành phố có được chào đón mình không? Chúc mừng hai bạn đến với chương trình 24 giờ thử yêu. Chính thức hẹn hò, hai bạn sẽ đi dạo phố, phải nắm tay nhau cùng thưởng thức những món ăn vặt quay lại tuổi thơ dữ dội của mình. Khi mà chương trình cho Nam Anh được mà hóa thân mình trở thành một cô gái xưa, nói chung là kín đáo. Hồi xưa thì mình biết là mỗi lần gặp nhau như là phải đánh thư tay lâu lắm rồi mới có cơ hội gặp một lần, nên là chắc mình không có hồi tưởng được cái cảm xúc mà hành kiểu như là ngày xưa mình nghĩ chắc là mỗi lần mà như vậy rất là hồi hộp cũng như là run á. Ngay từ đầu Nam Anh đã mang đến cho Nam một cái cảm giác thú vị. Nam Anh khá là hài hước và Nam cảm thấy có một cái nguồn năng lượng tràn trề. Nam nghĩ rằng đây sẽ là một cô gái mà Nam cần thời gian để tìm hiểu nhiều hơn, cần thay đổi bản thân của mình để biết được rằng là ngoài những người con gái hiền dịu thì sẽ có những người con gái rất là thú vị như Nam Anh. Sau thì không cần, ngồi đằng trước thì rất là cực. Có cái buổi trò chuyện thì mình cố gắng mình bắt chuyện, nhiều khi là cố tình như vậy thôi, nhưng mà thật ra để che giấu mình là cũng là con gái mà mình cũng có một cái chút mắc cỡ, nhưng mà càng mắc cỡ thì càng kiểu như là kiếm một cái hành động gì đó nó hơi giả vờ một chút để cho người ta, đối phương không thấy được cái sự mắc cỡ của mình. So với cái thời hiện tại bây giờ ấy, mà mình còn đi hẹn hò bằng xe đạp và còn đi ăn vặt trong công viên thì cảm thấy là đây là một đôi trẻ có rất nhiều những cái thời gian dành cho nhau và họ cực kỳ tích cực trong tình yêu của mình. Bởi vì sao? Đa số bây giờ mọi người thường hẹn hò qua các thiết bị online rồi là ít có thời gian gặp mặt với nhau. Lúc đó thì mình cảm thấy như là khó để có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn.
Và mình nghĩ rằng là ở thời điểm hiện tại, các bạn trẻ nên thử có những buổi mình gặp nhau ở ngoài, đi dạo với nhau bằng những chiếc xe đạp, chở nhau thấy cũng rất là hay, để cho biết được rằng là ngày xưa bố mẹ chúng ta đã yêu nhau như thế nào. Thật ra là ngày xưa thì Nam Anh nhiều khi mình cũng cảm thấy bị nuối tiếc vì mình chưa có cái cơ hội để mình được trải nghiệm cái cảm giác tuổi học trò, nên nhiều khi là mình cũng hối tiếc. Nhưng mà hôm nay thì mình kiểu như là mình được bạn chở đi bằng xe đạp thì mình tưởng tượng chắc cái này rơi vào khoảng mình tuổi học trò, nhưng mà mình ăn những cái món bánh của ngày xưa thì bây giờ trải nghiệm lại nó cũng là một cảm giác, nhưng mà nó không còn là ngày xưa nữa. Thì đôi khi đi với chàng trai này đôi khi cũng bắt được những cái khoảnh khắc làm cho mình có chút xíu cái sự lưu luyến. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì Nam Anh vẫn chưa cảm thấy kết nối được. Ăn nốt đi, ăn từ ai ăn. Hồi trước giờ có bao nhiêu người yêu rồi? Chính thức thì khoảng tầm 3 đến 4 người. Khoan nha, cho tôi hỏi yêu chính thức là sao mới được gọi là yêu chính thức? Là qua thời gian tìm hiểu rồi, là chính thức đi hẹn hò là gọi là chính thức. Còn lại mình vẫn có những cái mối quan hệ mà mình có thời gian tìm hiểu 2-3 tháng. Rồi một mối quan hệ vậy kéo dài khoảng bao lâu? Lâu nhất là khoảng 2 năm. Còn bên đấy sao? Trước giờ mấy mối tình rồi? Nghĩ tôi được mấy mối tình này? Đoán ít thì ăn đập. Đoán nhiều cũng ăn đập. Vậy thì chắc bằng nhau 3-4 nữa. Thôi tính sơ sơ cho 4 mối tình đi. Dài nhất là bao lâu? Khoảng 2 năm. Ừ, giống nhau kìa ha. Ngắn nhất cũng được 2 tháng. Ừ. Đã có bao giờ mà chia tay mà đến mức mà mình cãi nhau, đánh nhau? Có nha. Cãi nhau, đánh nhau thì ngoài trẻ thôi. Nhưng mà lớn rồi mình rút kinh nghiệm sau mấy cái mối tình cũ á. Trước khi yêu mình cho nhau biết về quan điểm cá nhân, để mà khi bắt đầu yêu không có bị tập rập. Quan điểm của Nam Anh là gì? Yêu như tôi lưu bu lắm á. Lưu bu lắm á. Lưu bu là như nào? Tôi xác định rõ ràng giữa yêu với cưới. Tất nhiên là chưa cưới á, thì mình sẽ không phải ràng buộc nhau quá nhiều. Thì mỗi người sẽ có khoảng không gian riêng. Có nghĩa là không đến mức phải kiểm tra điện thoại của nhau nè. Hoặc là phải đi thưa về trình. Hoặc là phải gì đó. Nhưng mà hiển nhiên các phần trách nhiệm thì hai bên vẫn phải trách nhiệm với nhau. Thì đó. Chủ yếu ở thời điểm hiện tại thì tôi cũng muốn ổn định. Chứ cái này hay đấy. Về tính cách của Nam Anh thì Nam thấy rằng là bề ngoài thôi, cô ấy trông có vẻ khá là vui vẻ, hay pha trò và hài hước. Nhưng mà Nam nhận thấy rằng phía bên sâu trong Nam Anh có một điều gì đó là cô ấy luôn để ý những cái tiểu tiết rất là nhỏ, để cho biết rằng là đối phương đang cảm thấy như thế nào, có nên tiếp tục những cái trò đùa đấy hay không. Thì Nam nghĩ rằng Nam Anh là một người có sự quan sát rất là chi tiết. Đó giờ Nam chỉ nghĩ rằng là con gái miền Nam họ nhẹ nhàng, họ dịu dàng và lướt qua ngang vậy thôi. Nhưng mà khi mà gặp Nam Anh ấy, thì Nam thấy rằng là không chỉ dừng ở đó, họ còn đi rất sâu vào trong nội tâm của từng người, quan tâm họ từ những điều nhỏ nhất. Và mình thấy đây là một cái tính cách rất là đáng trân quý của Nam Anh. Ở một buổi hẹn hò thì mình khá là chủ động để kết nối, chủ động để chàng trai mà mình có cái để tương tác với nhau. Nhưng mà chàng trai hơi khá rụt rè, nên là nhiều khi mình kết nối vậy không biết ở trong chàng trai nghĩ mình sao. Nhiều khi mình cũng suy nghĩ chứ, khi mà một cái mối quan hệ mà đi hẹn hò nhau, mình chỉ sợ là nó hơi mờ nhạt. Tại vì chỉ có 24 giờ để mình thử yêu thôi, nên là mình sẽ cố gắng mình sử dụng nó một cách phù hợp nhất. Hai bạn sẽ đến sỏi nghệ thuật Điện Biên Phủ, Bình Thạnh. Hai bạn sẽ cùng nhau vẽ tranh trên giỏ khói. Ủa, hồi nãy tôi thấy ở trong cái lá thư mấy người có viết là biết tôi là cung ma kết nè, rồi mấy người là cung bò cạp á. Sao biết tôi cung ma kết? Tìm hiểu ghê lắm. Ghê. Rồi cung bò cạp là sinh tháng mấy? Không biết luôn à? Không. Cung bò cạp là tháng 11. Mà cung bò cạp có hai cạp không? Không, hiền lắm. Có hung dữ như bò cạp không? Hiền lắm. Bây giờ vẽ cái tim chính giữa đi.
cái gì ra nữa. Bên anh dĩa em, còn bên em dĩa anh. Ok. Đúng không? Vậy bây giờ mình dễ... trái tim màu gì? Màu đỏ đi ha. Lấy cái loại màu đỏ. Hai muốn dễ trái tim màu đen. Hai trái tim màu xanh. Trái tim hy vọng. Màu xanh dương, trái tim yêu hòa bình. Hơi méo nhỉ? Chứ trái tim nó có tròn đầu, tượng trưng cho tình yêu méo mó của chúng ta. Nhường em hay vẽ không? Em hay đi vẽ không? Ngày xưa em thích vẽ lắm á. Anh thấy có nhiều người người ta dùng cái môn vẽ này để giảm stress. Hay mà, cái này hay mà. Gia đình em bây giờ ở Sài Gòn hay là ở đâu? Gia đình mẹ em ở Sài Gòn nhưng mà chạy lên chạy xuống. Có khi nào anh dắt bạn gái về ra mắt gia đình không? Chưa bao giờ. Chưa có bao giờ luôn. Chứ em quen ai cũng được dắt hết á. Quen ai người ta cũng dắt em về. Anh thì xác định chỉ dắt một lần thôi. Thế nên là đến khi nào chắc chắn cưới thì mới dắt về. Chỉ dắt vậy như bạn bè thôi. Lần đầu em đi ra mắt phụ huynh của người yêu như nào? Có phụ huynh sợ em chứ. Em đâu sợ phụ huynh. Anh thì ngược lại. Tại vì mình kiểu sợ sẽ bị ghét. Tâm lý chung thì ai cũng thế, có mỗi mình em. Mà em thấy ai cũng thấy em rất là dễ thương. Có một đợt quen một cái bạn kia học bác sĩ. Cái gặp phụ huynh xong cái phụ huynh nói: trời ơi, đã có một thằng phá rồi thì một con phá về nữa, chắc tao trốn nhà tao đi liều. Khi mà gặp chàng trai thì lúc đầu thì cũng hơi bất ngờ bởi cái vẻ bề ngoài khá là hút, là hơi cao to vạm vỡ, cũng khá là đẹp trai. Nhưng mà ngược lại thì có vẻ là tính cách hơi đầm tính một chút xíu, nghĩa là nhẹ nhàng thì cũng là một cái hay. Nhưng mà mình không biết có hợp với mình hay không, tại vì đôi khi mình với bạn nó chênh nhau về cái tần số quá thì cũng rất là khó hòa nhập. Có kỷ niệm gì tình yêu gì không, kể mi ngay. Có gì ấn tượng không? Ấn tượng hả? Thôi em kể trước đi. Em thấy yêu ai cũng lận đận mà chết. Hồi đó nhà em có duyên với trai Bắc lắm nha. À vậy hả? Em Tất cả người yêu đều là trai Bắc hay sao? Không. Người đầu tiên mà em yêu là một anh Bắc. Lúc đó em đi học ngoài Bắc thì em quen anh Bắc. Em học ngoài Bắc á? Em học ngoài Bắc được gần năm á. Thì xong rồi cảm không phù hợp lắm thì chia tay. Xong rồi em mới vô Nam. Là kiểu như lúc đó là cũng học xong rồi. Thì vô này. Nhưng mà ủa anh ở Bắc nhưng mà anh ở cái gì, Thái Bình đúng không? Không, anh đây ở Thái Bình thôi. Còn anh vẫn sống ở Hà Nội hả? Sống Hà Nội. Vậy là có nhà ở Hà Nội hả? Ủa nhà anh khúc nào? Nhà anh ở quận Hoàng Mai. Hoàng Mai là khúc nào? Hoàng Mai. Hoàng Mai là gần Hoàng Kiếm mà hả? Cứ cho là như thế. Là sao? Là nó rơi vào cỡ khuôn quận 4 đấy. Quận 4 hả? Ừ. Mà anh thấy văn hóa miền Bắc với miền Nam anh nhau nên ở thấy nó có gì khác nhau? Anh thấy trong này có vẻ người ta sống nhộn nhịp hơn ngoài kia. Ngoài kia anh thấy mọi người cứ kiểu bị đều chậm. Trong này thì mình thấy nhanh hơn. Hồi đó bạn em mới Hà Nội, không vội được đâu là đúng không? Rất đúng. Là cái gì cũng từ từ làm. Đúng rồi, là họ làm cái gì cũng từ từ. Không, nhưng em lại thích cái phong cách Hà Nội nha. À. Kiểu như không quá bông chen á. Ồ, anh thích gái miền Nam hay gái miền Bắc hay gái miền Trung hay là gái ngoại quốc? Bây giờ hiện tại bây giờ thì anh đang thích con gái miền Nam hơn. Sao vậy? Tại vì anh vào đây anh thấy giọng của các bạn con gái miền Nam dễ thương. Vậy hả? Ừ. Chỉ có cái giọng nói thôi hả? Đúng rồi. Còn gì nữa không?
Mọi người thường bảo là con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai mà không. Anh thấy con trai cũng yêu bằng tai nhiều hơn. Chẳng qua là do các bạn nữ ít nói những lời ngọt ngào thôi. Ủa, vậy là gái miền Bắc toàn thô bạo không ạ? Không phải là thô bạo mà là họ nói sẽ không được nhẹ nhàng như trong này theo anh cảm nhận gì. Ở đó giờ anh có sống thử với ai không? Anh không. Tại vì riêng bản thân anh không. Nhà anh thì lại rất thoải mái nhưng mà anh lại nghĩ kiểu như là bây giờ mình mới chỉ đang là yêu nhau thôi mà đã sống thử rồi thì anh sợ. Có nghĩa là lúc xong về sống chung không còn thú vị đúng không? Đúng rồi, với cả anh thì rất sợ là đa số những cái mối quan hệ của anh sau khi chia tay xong đều là bạn bè. Nhưng mà anh sợ khi về sống thử xong rồi về sau chia tay lại khó nhìn mặt nhau lắm. Tại sao? Anh lại cứ nghĩ rằng là khi mà mình đã có duyên và gặp nhau rồi thì đó là một cái duyên nên có. Mình đã gặp nhau rất là khó rồi thì đừng nghĩ làm sao để mà cho mình không còn gặp nhau nữa. Anh sẽ bị kiểu cảm thấy hối tiếc. Nên là anh không muốn mất đi một mối quan hệ nào hết. Không có nghĩa là em không nói là ủng hộ hay là không ủng hộ cái việc sống thử. Nhưng mà tùy góc nhìn mỗi người thôi. Ông ơi, tôi vẽ cái lá nó chầm lên cái thân cây, ông vẽ cái cây chầm lên cái lá. Bực bội hả? Hài hước là em cân, anh chịu rồi đấy. Hài hước là có mình em cân à. Làm sao làm nha, Nam Anh. Cân sao nổi với một cái cục nước lạ, không hề có một cái gì luôn. Tôi nhìn sáng tới giờ tôi nhìn lắm rồi, cái gì tôi cũng nói, cái gì tôi cũng là người phải bắt chuyện hết á. Trời ơi, để tôi làm đàn ông cho. Thôi ôi à, đi hẹn hò mà. Cái gì vậy trời? Hơi khó chịu rồi đó nha. Như vậy không wow, nhưng hơi khó chịu. Cái gì nói ra cũng cười hết trơn, nó chọi á. Bình thường nói chuyện kiểu này không? Bình thường em còn nói chuyện kiểu này không? Có chứ, khi nào điên quá cũng nói đó. Là em đang điên anh đó, hiểu chưa? Nghe không thấy điên thì nghe. Ông này mà cứ giờ về chắc giờ làm hết quá. Cái gì cũng tôi làm từ sáng tới giờ, thiệt á. Đó nhầm có sửa điện bao giờ chưa? Có chứ, ngày xưa nha, anh rất là mê mấy cái trò lắp ráp về điện. Lắp ráp anh, một chuyện mà sửa điện là khác nữa ông ơi. Là có những cái món đồ chơi mà mua về, anh sẽ phá nó ra. Xong anh sẽ nối lại các món lại với nhau, xem nó chạy như nào. Rồi sao nữa? Thế thôi. Có vậy thôi hả? Cái đó là điện đồ chơi khác, còn cái này điện. Thì ngày xưa là hồi con học hỏi, con nhợ con thế. Lúc mà đang thực hiện cái thử thách vẽ giỏ cói với Nam Anh thì Nam phát hiện ra là Nam Anh rất là dễ bị cáu, nhưng mà thực ra cái cáu của Nam Anh nó rất là đáng yêu. Nó không khiến cho cái người đối diện cảm thấy bị mệt hay bị sợ hay bị khó chịu, mà cái cáu đó của Nam Anh cảm thấy người đối diện cảm thấy yêu đời hơn. Đây là thành quả. Nhìn cũng đẹp ấy. Có bên này thì giống quỷ. Vui, không có thấy gì vui, mới vui nè, không biết cười gì luôn. Đẹp, bây giờ biết tên rồi. Viết, đây viết một mình ông thôi, để viết tên tôi, tập nghiệp tôi. Tôi không biết, bây giờ tôi không biết đi chơi, tôi không có vẻ. Lát đây bán mà được tiền đừng có lấy. Trời anh. Ra tính cách của một con người mình khó có thể phán xét nhất thời lắm. Cái này ở một cái phạm vi hẹp, khi mà mình vừa tiếp xúc ở một khoảng thời gian nhất định thì mình thấy chàng trai này cũng dễ thương, cũng hài hước, nhưng mà hài hước ở một cái giới hạn thôi. Nhiều khi chàng trai cũng cố gắng, nhưng mà có lẽ là cái tính cách của bạn ở mức đó là vậy thôi. Còn tính cách của Nam Anh nó hơi thích sôi động, thích náo nhiệt, thích hoạt bát. Nên là không biết là tiếp theo đây thì hai người có kết nối được với nhau hay không. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì Nam Anh thấy chưa thể nào kết nối được với nhau. Cột mốc 3, phơi bày tật xấu. Các bạn sẽ di chuyển đến spa quê mẹ cùng nhau thư giãn bằng cách massage chân cho đối phương. Mệt mỏi quá thì làm gì, mệt mỏi quá thì đi massage cho hết mệt mỏi, đi thôi.